Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em quay lại với channel của mình. Dạo này đi review dạo mà được anh em cho mượn toàn những cái ạc dưới mũi vua rồi này mà cực kỳ hoành tráng. Chính vì trong video ngày hôm nay thì anh em mình cũng sẽ cùng đi xem về Vương quốc 2248. Kingdom cũng đang chơi KVK chinh phạt và có dự kiến là hết mùa KVK thì sẽ tuyển thêm người về đánh KVK. Anh em nào có nhu cầu về đánh KVK ở cộng này thì anh em cũng có thể liên hệ chính cái tài khoản mà mình đang review luôn nhé. Còn khoảng 20 ngày nữa là hết KVK này, hiện tại đang đánh map HA. Còn 20 ngày nữa vậy là mới mở đeo 7 anh em ạ. Rồi còn video ngày hôm nay thì anh em mình sẽ xem sơ về Liên Minh, sau đấy thì uy tín đấy, sau đấy thì sẽ xem về cái tài khoản mà mình đang review nhé, đang giữ mũi vua nhé. HL48 2 sao. 2 sao là cực kỳ uy tín rồi. Để mình xem là sao nào đây. Ui ôi. Mùa chinh phạt, thắng hai mùa chinh phạt, giữ 2 sao. 2 sao là giữ dít cuối đó anh em à, uy tín đấy. Vương quốc thì nếu mình xem không nhầm thì Vương quốc nước ngoài nhiều nha, giữ được cái mức bầu xem như nhau năm mấy, 60m. Cái này là đánh cũng khá là ok rồi, không cần bầu phải cao anh em ạ, bầu tầm tầm thì đánh nó mới dễ, bầu tầm tầm này mà chịu đánh là ok. Liên hiệp cũng đánh KVK cũng không không quá là căng đâu, cái tầm mà anh em mà năm mấy 60m, 70m, 80m đổ về là về chơi là nhẹ nhàng theo quan điểm cá nhân của mình. Rồi, còn bây giờ thì anh em mình sẽ xem về cái account này nhá. Hiện tại mình đang thấy là VIP 16 với số ngày đăng nhập liên tục là 1.153 ngày. Số VIP cũng tương đối. Đường lên VIP 17 còn xa lắm, y chang cái admin luôn nhưng mà mình chơi trước người ta 1 năm rồi anh em ạ. À. Khác nhau hoàn toàn đúng không? Sức mạnh mình thấy là 92 triệu sức mạnh và điểm tiêu diệt là 3 tỷ 3. QT5 105 triệu. Một số mình thấy một số anh em comment là đối với những người chơi 1.000 ngày tới 1.500 ngày, đối với cái mức Q-bon như vậy thì anh em bảo là thấp. Mình theo quan điểm cá nhân của mình là 100 triệu QT5 không phải ai chơi cái ngày, cái số ngày đăng nhập từ 1.000 đến 1.500 ngày mà có thể kiếm được 100 triệu QT5 trở lên đâu nhé anh em. Cho nên cái số Q này nó không phải là thấp đâu. Đây là mình đang nói, mình review thường mình nói về cái mặt bằng chung chứ mình không nói về riêng một cá nhân nào đó. Có thể anh em chơi active tốt các thứ, anh em ở trong một cái liên minh tốt, QT5 của anh em có thể là 150 200 m QT5 thì cái chuyện đấy mình không nói, nhưng mà về cái số đông người chơi một 500, mình ví dụ là 500 người chơi game này đi, thì không phải 500 người chơi có cái số ngày đăng nhập từ 1.000 đến 1.500 ngày đều có thể đạt được cái mức QT5 trên 100 triệu QT5. Thế nên là mình thấy một số anh em bảo là cứ trên 1.000 ngày chơi mà sao QT5, sao Q-bon thấp thế, 100 triệu QT5 nó không hề thấp nhé anh em. Rồi sức mạnh tối đa hơn 100 triệu này, 104 triệu, chết 11 triệu, thu thập toàn nghiêng 15 tỷ. Cái điểm chết thực sự nó không quan trọng, nếu như anh em đánh có một số mình không biết về số đông Kingdom nhưng mà mình xem về những cái Kingdom mà mình chơi thì hầu hết thông thường ở cái game này nếu mà anh em có lực để đánh on field thì anh em không cần phải chết lính, hoặc là cái số lượng lính anh em chết ít thôi, không cần phải nhiều. Nếu như anh em có lực để đánh on field và đánh on field khỏe thì không nhất thiết là anh em phải chết lính. Thế nên là cái số điểm chết này đôi khi nó cũng không thật sự quan trọng, quan trọng là cái Q-bon này này anh em ạ. À. Rồi, hơn 1k ngày chơi game VIP như vậy là cực kỳ ổn rồi. Hồi xưa mình cũng tầm khoảng 1k ngày mình mới VIP 16 ấy. À, từ VIP 16 lên 17, bây giờ 500 ngày mình vẫn chưa lên được VIP 17 anh em ạ. Ảo thật đấy. Mở đeo 7 rồi để xem Q-bon như thế nào đây. Chết 1 triệu tư. 1 triệu tư là ok, mình nghĩ chết 1 triệu tư là ok rồi. Điểm danh dự, cái điểm danh dự này nó cũng dễ nè. Anh em cứ siêng mà hit bệ thời di tích đầy đủ thì nó sẽ đủ điểm thôi. Rồi mới mở đeo 7 mà đã đủ 30 triệu kill rồi. Căng ấy. Khỏe phết nha. Red vẫn còn 1B ngô, 1B gỗ, 2B đá, 1B2 vàng.
Mình mà thường đánh tới đều 7. À, cũng không phải tới đều 7, đánh hết đều 4 thôi là thường là rết hết sạch anh em ạ. Sau đấy là chuyển sang chế độ xin và năng nỉ rồi. Nhà huyền thoại, thiên đỉnh, mình thấy là không có cái nào. Và nếu như anh em không nạp hoặc là nạp ít thì anh em không nên đua thiên đỉnh làm gì. Cứ chơi cái nhà KVK1 là được rồi. Hầu hết bây giờ thì đa phần là anh em đều chuyển sang dần cái cách chơi đó là mid chop, vừa bộ vừa kỵ vừa cung, chứ không chơi chuyên bộ nữa. Thế nên là cái dùng cái nhà KVK1 nó cũng rất là tốt nhá anh em. Tách đều 7. Tách bộ 10. Có vẻ nó thuần về bộ nhiều. Đều 7 mà thiệt hại đã 6 rồi. Thiệt hại đã 6 mà 6 đào là cũng khỏe rồi anh em ạ. Pha lê mùa. Nhiệm vụ pha lê. Full nhiệm vụ pha lê. Cái này là dùng game để mua. Anh em nếu mà tới đều 7 anh em không thể nào hoàn thành được cái cốc cái mốc 50 đâu. Anh em phải dùng game để mua thêm. Thì tới đều 7 mà anh em mua thêm để dùng game để mua thêm để nhận những cái vật phẩm ấy, pha lê để nâng cấp tách ấy, thì anh em sẽ mất khoảng tầm trên dưới 10k game. Phải bỏ thêm trên dưới 10k game để mua thêm nữa mới được nhé. Để lấy thêm tách để nâng tách công nghệ ấy. Đánh đủ 30 MQ mà red còn nhiều thế nhỉ. Quái vãi trưởng Smith nè. Smith nhiều phết. Trang bị. Ôi 1, 2, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 28, 29, 30 món cam. Ghê thế. Khét đấy, 30 món. Nhìn chung những anh em mà có cái số ngày tầm từ 1k2 đến 1k5 ngày mình review thì thấy ai cũng ghi nhiều hơn mình rất là nhiều. Tính ra mình là phèn nhất rồi. Gà bắt cái trường ra. Búa Nhật Nguyệt. Búa này là búa chinh phạt nha anh em. Mũ chinh phạt, mũ chinh phạt. 1, 2, 3, 3 món chinh phạt. Và 3 món đều không nổ tài năng đặc biệt. Chỉ buồn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 30 món mà 10 món talent là cũng uy tín đấy chứ. Đây mình thấy Matt Sagor. Uy tín cực kỳ ấy. Bao nhiêu con tướng cam mát đây? Bao nhiêu con tướng cam mát đây? Một ca ngày chắc là tầm 15 tướng. 15 tướng. 1. Ôi nét kỳ. Tát phát nào, xíu phát đấy. 2 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 15 con tướng ma cam mát. Cái này nhiều khi anh em không tin, như ở đây là mình chỉ đoán lụi thôi chứ không phải là mình vào mình đếm tướng rồi mình mới review nha anh em. Nhưng mà đếm đoán chuẩn vãi cả trưởng ra, lần đầu tiên review còn đoán chuẩn như vậy. Ồ, đây con mát Tarot. Hôm bữa chủ hạt vào bảo mình nâng con Tarot mát. À, bữa đấy mình không vào kịp. Để cho anh em xem con Tarot nè. 490 tượng thống đốc Tarot. Kinh dị không? Mình là ăn 2 lần top 1, 1 lần top 5. Ông này ăn còn ghê hơn mình nữa. Gần được 3 lần top 1 rồi. 3 lần top 1 là 180, 180, 180 à. 540 cái này 490 vãi cả trưởng, ăn cũng kinh khủng thật. Này tham nhũng ghê thật đấy chứ. Sao con ta rất không nâng lên level 60 luôn nhỉ? Anh em chơi lâu như thế này thì thường sao phải sách dư nhiều mà nhà không nâng. Nâng lên 60 luôn. Tham nhũng ghê thật. Rồi mình thấy là ở đây có con Nesky, Hạng Vũ, Quang Vũ. Ba con hot meta, Sagon cũng vậy nhá, SC cũng vậy nhá anh em. Doan đó nè. Tính ra lạc này đánh tướng tá cũng chuẩn phết đấy chứ.
Tarik Sagor lên đúng cặp luôn. Vậy là Sagor Tarik đánh đạo à. Fla nữa nè, SC nữa nè. Được một cặp thủ nè. Được một cặp Renly nè. Quá tuyệt vời rồi. Một cặp thủ, một cặp Renly. Nhưng nếu mà Renly thì phải nâng con Tarik lên level 60 với nhà. Rồi mình sẽ check xem thử con RC, mắt RC, RC có kéo man không? RC có kéo man không? Ôi không kéo man luôn. Kéo man mà sao sẽ biết nhiều thế? Rồi bây giờ anh em mình sẽ cùng xem thử là đánh những đạo như thế nào nhé. Hàng ngũ Willy nè, đó, đây mới là cái khay đánh on field nè. À, Quang Vũ Alex nè. Sagor SC nè. Nebu Tommy nè. Ned John nè. Di Mehmet. Ồ, 1, 6 đạo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 đạo. 6 đạo đều đam đỏ hết. Ôi. Đủ gear để đánh 6 đạo cũng căng ấy chứ nhờ. 1 cam, 2 cam, 3 cam, 4 cam, 5 cam, 6 cam. 6 đạo đều vừa cam vừa tím hết, cực kỳ chuẩn. Đúng ổn luôn ấy. Admin cũng có thể đánh nổi 6 đạo nhưng mà mình không có gear anh em ạ. Gear mình chỉ có 4 đạo à. Mà tím nhiều lắm, còn đây là vừa cam vừa tím, khá là ok. Xịn quá cả trưởng. À cái này là quá ok rồi, quá khỏe rồi. Đánh on field mượt thôi rồi. 2489. Ở hôm này bên 2489 á. Rồi ok, như vậy là trong video ngày hôm nay thì anh em mình cũng đã cùng xem sơ về Vương quốc 2248. Nhân tiện thì anh em ở đây cũng đang tuyển người về chơi KVK chinh phạt mùa tiếp theo, còn khoảng 20 ngày nữa thôi. Nếu như mà anh em nào đang có ý định tìm kiếm, mình thấy rất là nhiều anh em đang tìm kiếm những kênh dom chơi chinh phạt, thì anh em cũng có thể tham khảo một cái vương quốc như thế này. Anh em cũng có thể liên hệ trực tiếp R4 hoặc là liên hệ trực tiếp với cái tài khoản mà mình đang review để có thể liên hệ trước hết KVK bay về. Đó là tùy mục đích, nếu mà nó phù hợp với anh em thì anh em bay về để chơi nhé. Ok, video đến đây là hết rồi. Cảm ơn anh em đã xem video. Hẹn gặp anh em ở những video lần sau nhé. Bye bye, xin chào anh em.